thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ ba diễn viên Kim Đào, Đăng Nguyên và Huỳnh Bá Thanh. Thôi đất ơi, trời công nhận nghe cái chương trình của người ta. Chương trình của người ta lớn như vậy, tổ chức nghe 12 đứa MC mà nó không bao giờ thống nhất được cái giọng nói. Nó không bao giờ thống nhất được cái lời thoại. Trời đất ơi, nó giới thiệu người ta mà thiếu điều người ta muốn bỏ về, không muốn diễn vậy nè. Ơi mọi người ơi, bữa nay á là sinh nhật của cha nuôi của tôi. Cha nuôi của tôi là MC Nguyễn Phúc đó. Trời ơi, bây giờ tôi là rất là hãnh diện nha. Thời đại bây giờ là cái thời đại gì? Cái thời đại là người ta làm game show, làm live show. Đó là tôi cũng làm nè, tôi cũng tổ chức sự kiện mà không hiểu sao á, cứ nghe mà cái nào cũng hư, cái nào cũng hư. Bữa nay tôi quyết định tôi tổ chức cái sinh nhật cho cha già của tôi hả, hoành tráng nhất Sài Gòn. Tôi bảo đảm nha, hết cái tiệc này là ổng lời 20 triệu. Ôi ơi, nó thiệt luôn đó. Ôi, ủa mẹ. Trời ơi, trời ơi, cái thằng ca sĩ giấu mặt là bởi vì cuộc đời nó giấu mặt không? Trời đất ơi, kêu nó bấm nhạc. Ai kêu mày bấm nhạc gì hả? Tao bị liệu nhạc, mỗi lần lên nhạc tao nhảy muốn xúc cái cặp giò của tao vậy đó hả? Vậy mở nhạc hoài à? Lép đâu? Mấy đứa lép đâu rồi? Trễ. Gì? Nó nghe nè. Mày ra chậm quá trễ nha. Cái đoàn của mình bây giờ toàn là 3D không à? Chế kiếm mấy bà lép đâu ra? Mắc cười quá, tao kiếm mấy con lép nào? Thì chế mới kêu lép là kiếm mấy bà lép chứ gì? Tao kiếm lép là tao kêu mấy đứa đèn lép nữa, chỉnh đèn lại. Hả? Nãy giờ nói đèn lép hả? Ờ, trời. Mày nói cái gì? Mày nói cái đoàn mình giờ 3D hả? Ừ. Trời ơi, cha tao còn 3D nữa, nó huống gì mà nói ai? Trời ơi, mày không cần nói cái điều đó, hiểu không? Thì chính vì em không nói rồi, chế biết rồi đúng không? Ờ, nói nghe nè. Ở gì? Công chuyện của tao đưa cho mày xong hết chưa? Công chuyện gì? Mày mời ca sĩ cho tao đó, mày mời chưa? Mời ai? Trời đất ơi, Nguyên, cái đám của cha của chị là rất quan trọng, sao em quên vậy Nguyên? Trời, nhưng mà mời ai em quên rồi? Đây, một cái thằng nó rất là nổi tiếng. Ờ. Trời ơi, người ta hát hay người ta nổi tiếng. Ờ. Còn nó hát dở như hạch mà nó nổi tiếng. Trời ơi, chị mời nó về đây làm một, mình làm một cái talk show, mình kể về chuyện đời, chuyện nghề của nó, hiểu không? Trời, nó hát dở mà chị mời nó về đây làm chi? Mày biết nó tên gì không? Tên gì? Công chúa Thị Tề Thiên. Trời, công chúa Thị Tề Thiên. Ừ. Nghe công chúa là em khoái rồi. Ủa, tao biết mà. Chị biết là nhỏ em có ước mơ gì không? Ước mơ gì nè? Lớn lên á, được mặc đầm công chúa. Trời đất ơi, chắc tao nghĩ là ở dưới này ai cũng mơ là mặc đầm công chúa đó. Em biết mà. Ê, rồi bây giờ mày vô chuẩn bị cho tao đi nha. Thôi bây giờ em vô chuẩn bị nha. Rồi, ok. Rồi, sao có con quỷ này, tao nói thiệt nha, mấy người nổi tiếng ngộ quá. Chuyên gia đi giờ dây thun, tôi là không bao giờ có đâu nha. Tôi đi giờ dây cáp không à. Con này nó không nổi tiếng, toán cái điện thoại vô mặt nó. Alo, chị chữ ai vậy chị? Chính ra lỡ bấm. Alo em ơi, em dạ. Tới chưa, em tới chưa? Dạ em tới rồi. Ủa em tới rồi mà em nghe điện thoại chị tốn tiền nè. Vậy ơi, nhạc lên em vô mới được. Trời ơi, mở nhạc mấy đứa ơi. Trời ơi, nó nặng quá. Thôi mày cho nó tự đứng đi. Trời ơi, con gái người ta. Đứng lên. Từ từ đi vậy, nó cao gót đứng không được không nổi. Trời đất ơi. Nó không dám mở cái càn ra ở dưới này, tao ối mày hiểu không? Nó phải đi cái kiểu này. Đó, em ơi. Đẹp quá em ơi, đẹp trời, quá. Trời ơi, đẹp thiệt. Ừ. Trời, mà sao nó cao quá vậy chị? Nó mang guốc nó cao mày. Anh. Trời ơi, nghĩ sao tao tóc dài kêu bằng anh? Trời ơi, nghĩ sao mày kêu nó bằng anh? Chị. Được đó, quên miếng với ông cười. Chị là kêu chị nha. Kêu chị thì cơ. Thôi bây giờ kêu tên đi. Vậy? Kêu tên đi. Ủa, kêu tên đi. Kêu tên đi.
tao mượn điện thoại cái coi. Mày kêu tên sao mày không kêu? À quên. Quên. Đến đây mày đừng cười nữa. Ở dưới này ai nhắm diễn được lên diễn đi. Nó quên lời hết trơn rồi. Nó quên thoại hết rồi. Rồi ok, kêu tên nha. Kêu lại nè. Kêu đi. Tây Thiên. Quỷ. Bây giờ cho ủa, mày nói nào. Có một cái câu thoại mày cũng nói tầm bậy tầm bạ, mày kêu nói gì? Tề Thiên. Mày kêu nó Tề Thiên không thét gì mày chửi tao là bắt giới. Cấm kêu nó Tề Thiên, kêu chị. Chờ kêu chị. Chị cho mượn điện thoại. Chị gì? Mượn điện thoại. Cho mượn điện thoại đi. Kêu công chúa nha. Công chúa cho em tự sướng với công chúa. Đàn ông con trai gì mới gặp người ta đâu tự sướng cho nội. Trời ơi. Vô duyên quá à. Tôi biết là tôi nên làm hơi bự nhưng mà không được sàm sỡ gì chưa. Em ơi, nó gặp em nó tự sướng có nghĩa là nó thà nó tự xử còn hơn là ấy với em nè em. Trời ơi, em đâu có được gì đâu mà em tự hào. Tự sướng là chụp hình đó bà nội. Chụp hình đó. Ờ, chụp hình quá. Vô chụp hình đi. Ê khoan khoan. Cái gì? Mày biết cha tao cho tao tiền mướn cái người này bao nhiêu tiền không? Nhiều. Trời ơi, 20 mấy triệu. Mày nghĩ sao mày chụp hình? Chụp tao với. Được luôn hả? Được. Rồi thôi, giờ ba đứa chụp nè. 2, 3. Thôi, trời đất ơi, người ta nói chụp có một tấm mà đứng đó tạo dáng hoài. Ai biết đâu, thấy cha đó ngồi bấm bấm, nó tưởng nó không bấm, kìa, có chụp không? Có chụp không vậy? Chỉnh chỉnh hoài vậy trời. À, có chụp, mày ơi, hồi bây giờ mày đi vô đi, để tao làm chương trình. Rồi, em đi vô nè, mệt quá. Nè, trả điện thoại nè. Em ơi, trời ơi, mày cao quá, mày giống cây nhang quá. Ê, mày ngồi xuống đây. Chị thông cảm cho em nha. Sao đi trễ? Trời ơi, sao đi trễ, người ta ăn tới món thứ hai rồi đó em ơi. Chị đói bụng muốn chết chưa ăn cái gì hết trơn nè. Chị ơi, nhà em cũng gần đây nè. Mà sao đi trễ? Em nói chị nghe nè, em không phải là người nổi tiếng. Người ta đâu có tiếng, đâu có tiền như nghệ sĩ Lê Tính vậy đó. Nghệ sĩ Lê Tính đâu rồi? Nghệ sĩ Lê Tính gì đó, có tiền mua xe hơi riêng để đi. Còn em đâu có tiền mua xe hơi riêng đâu đi chị. Sao mày phải phân biệt với người ta được? Nó rồi đó, em mới quyết định đi chuyên cơ riêng qua đây. Đi chuyên cơ riêng? Dạ. Rồi nó có máy bay riêng luôn, thấy ghê không? Đúng rồi đó chị. Rồi sao? Em bay từ đó em tới đông qua đây. Anh này nè. Anh nó không có chỗ đáp. Đúng rồi, làm sao có chỗ đáp? Đúng rồi, em bay thẳng sân bay Tân Sơn Nhất. Bay. Rồi sao? Không có chỗ đáp luôn. Ủa sao mấy sân bay mà không có chỗ đáp nha? Bực bội gì đó. Em đi thẳng xuống sân bay Cần Thơ. Trời ơi, xuống Cần Thơ chi vậy em? Em đi xe Phương Trang lên đây. Thôi má ơi, mày đi xe Phương Trang lên đây mà mày còn nguyên con là hay lắm rồi đó. Ê nói nghe nè. Dạ. Thôi bây giờ mình bắt đầu chương trình đi em ơi. Ngồi chị á. Ngồi đi. Ngồi bên nào chị? Thôi ngồi bên này mới đúng tiếng nè. Lại lúc tập là ngồi bên này. Đó. Thôi ơi. Ủa mình Ba. À, mình bắt đầu chương trình phải không em? Dạ, từ chị thôi, là miếng của chị mà, không miếng của em đâu. Rồi em ơi, dạ. Mình bắt đầu chương trình gặp dạ. Gỡ người nổi tiếng. Rèn. Cho em dùng quyền chị giúp đổi câu hỏi đi chị. Tao đổi luôn cái thằng bấm nhạc nè, tắt nhạc. Bởi vì cuộc đời mày là ca sĩ giấu mặt nha. Mày giấu mặt ở trong đó cho tao nghe. Trời ơi, mày nghĩ làm sao chương trình gặp gỡ người nổi tiếng mày mở nhạc lại Văn Sâm? Hả? Mở lại. Hay. Dạ. Em ơi. Dạ. Chào khán giả đi em. Dạ, xin chào. Xin chào. Chào khán giả đi cưng. Dạ. Xin chào, xin chào. Chào khán giả đi. Dạ, xin chào, xin chào. Chào khán giả. Dạ thôi đi. Ủa mày chào đâu có ai vỗ tay đâu. Vỗ tay làm cái gì? Ăn hoài. Vậy mệt em mẹ gì đó bà. Anh bất gồng lại em, chương trình. Em biến mệt lắm. Chương trình người ta ghi hình em ơi. Em biến mệt lắm, xin lỗi nha. Dạ. Em ơi. Dạ. Trời, mọi người ở đây rất là thích em. Dạ. Rồi rất là nhiều người yêu cầu cái sự xuất hiện của em trong cái thác xô của chị. Dạ. Có một cái người nha. Dạ. Đã gửi thư. Dạ. Trả lời gì? Gửi câu hỏi đến đây. Dạ. Để hỏi em một câu hỏi rất là tế nhị. Dạ, hỏi gì chị? Là anh Nguyễn Tính á. Anh Lê Tính. Ủa anh Lê Tính. Dạ. Anh Lê Tính anh gửi một cái thư. Dạ. Anh hỏi chị á là dạ. Hỏi em tại sao em có một cái nhan sắc không cái giống con người như vậy. Ủa chị đang chửi em hay khen em vậy? Khen em đó. Khen em giống người hả? Không, khen em có một cái nét đẹp mà nó không đụng hàng với ai. Ừ chị nói là nhan sắc đẹp á. Nhan sắc á. Ôi cha bà nội cha mày. Trời ơi trời, mày đánh thiệt mày. Lâu lâu trả thù. Rồi sao có sắc chị đẹp gì? Sao không? Dạ, đem chị bắt có cả. Chị biết sao không? Nếu là sắc đẹp á, em phải nghĩ đẹp. Cảm ơn ba, cảm ơn má em.
Nhờ có ba có má chịu thương cực khổ với em, ngày nào cũng vậy, ăn một chén yến một tô bào ngư mới để em ra được như vậy. Ủa vậy là em ăn yến em mới đẹp gì hả? Dạ không phải. Vậy chứ sao đẹp? Phẫu thuật thẩm mỹ. Trời ơi, phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ. Thì nói nghe nè, anh Nguyễn Phúc làm chung với em đó. Cho ông Nguyễn Phúc tôi biết rồi. À. Ông sửa là lúc mà bác sĩ mà giả bộ với cái cúp điện á. Không phải, anh sửa cái lúc mà thờ cái ống nước á, cái ống nước lên lỗ mũi á. Vậy là hả? Dạ. Cái ống nước lên mũi nè. Rồi bây giờ nói với em sao không? Chết rồi, hôm bữa tại già sửa cái ống nước mà quên dặn cái vôi á, cái gì cái dồi vô. Rút xả nước hòa tự động luôn vậy đó. Thôi nó nghe nè, mình sửa, dạ, mình sửa sắc đẹp mình phải sửa vừa vừa thôi nghe. Dạ đúng rồi. Đừng có sửa quá lố hiểu không? Dạ. Sửa như cha chị á là còn bỏ luôn cái mặt rồi giờ đâu có xài được. Bởi vậy. Đó. Thôi bây giờ mình trả lời câu hỏi khác nha. Dạ có gì chị? Câu hỏi này của một cái anh ca sĩ rất là đẹp trai. Anh nào chị? Anh ca sĩ Đan Phong. Ồ. Anh hỏi em á là em có người yêu chưa? Trời đất ơi, em nó hỏi em là có bạn trai chưa đó hả? Đúng rồi. Chị ơi, chị không nghe người ta nói gì hay sao? Nói gì em? Người ta nói á, cuộc tình dù đúng dù sai, những thằng đẹp trai không bao giờ thích con gái. Ủa gì nó thích cái gì ta? Thích bê đê chị ơi. Trời ơi, phải không? Đúng không quý vị? Vỗ tay đi. Trời ơi, bây giờ, không? Không, bây giờ bây giờ tao mới biết sao mà tao ý. Tại vì nó thích con trai hết rồi. Dạ, y chang cha dạ của em cho Phúc Nguyễn Phúc vậy đó. Rồi giờ nó nghe nè. Thôi bây giờ không khí căng thẳng quá, bây giờ mình nghỉ giải lao đi nghe em. Giải lao chị? Mình cho em giải lao 5 phút. 5 phút rồi. 5 phút, 5 phút bắt đầu rồi nha em. Ôi quá trời mồ hôi. Hết 5 phút. Trời đất ơi, mày hết 5 phút cái kiểu này sao tao ăn tiền quảng cáo được mày? Chết rồi. Không sao em ơi, vẫn đẹp em ơi. Đẹp không chị? Đẹp. Đẹp không em gái? Đẹp thôi em gái, nó đẹp mà đẹp chị ơi. Ôi bây giờ cái câu hỏi cuối cùng đi. Dạ. Cái câu hỏi này á là chị ai chị cũng hỏi. Dạ. Bây giờ là gần cuối năm rồi, em có dự định gì trong tương lai của mình không? Dạ có chị. Ừ. Em dự định năm nay là Thủy Tề nè, hợp tác với ca sĩ Thủy Tiên sản sinh ra Thủy Điện với con đường ca hát mình nổi tiếng hơn á chị. Ủa Thủy Tề, Thủy Tiên với Thủy Điện nó đâu có liên quan gì với nhau đâu em? Có chị. Sao? Nó dính quần em là gắt quần em. Rồi xong. Đó, em trả lời đi. Dạ, chị biết sao không? Thủy Điện sản sinh ra điện. Điện giúp mình là âm thanh nè, ánh sáng nè, đẹp nè. Giúp cho mình nổi tiếng hơn, gọi là cái đẳng cấp đó chị. Đúng rồi, chị biết rồi. Thôi bây giờ chương trình của mình đã dài rồi. Còn dạ, rất là nhiều nghệ sĩ với ca sĩ người ta dạ, chuẩn bị lên tặng cha già của chị. Dạ. Thôi bây giờ là trước khi chia tay với mọi người, em có cái món quà gì em muốn tặng cho cha già của chị không? Chị ơi, trước khi đi là em cũng muốn đến đây là giao lưới mọi người, tặng mọi người một cái iPhone X. Cái gì? iPhone X. Tặng mỗi người một cái iPhone X. Dạ đúng rồi đó. Đúng không? Nhưng mà đợt cái là chưa ra được, có mua. Vậy hả? Đó. Cho nên thôi giờ em quyết định tặng mọi người một bài hát được không hả? Tặng mọi người một bài hát được không hả? Trời ơi, mọi người ăn không? Mọi người không ăn không mà tay mọi người chắc nặng lắm đúng không? Mọi người ơi, công chúa tặng cho ba cha già một bài hát được không hả? Bây giờ nói câu này, mọi người muốn đi về không? Em kêu mày gió, kéo tới giờ tình nào? Vỗ tay giùm em cái đi. Rồi hát đi em. Trời ơi. Bây giờ mọi cái thứ đều trôi qua theo đồ thức ăn em hiểu không? Ghê quá em sợ thiệt. Lên nhạc đi ca sĩ giống mặt ơi. Thôi lên nhạc hát đi cưng ơi mệt. Là mình say mê, đôi khi là mình ngu nghê, tên một người đến nói rơi lệ. Là thế khi ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp sự thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay cùng người khác anh, sao em quên được con khác đây? Anh biết ai hạnh phúc như vậy thì thôi.
Trời đất ơi, chị nghĩ sao vậy? Chị nghĩ sao chị mời bà hát vậy? Bà hát đến nỗi mà rớt ngay đầu âm thanh. Cái gì vậy? Rớt ngay đầu âm thanh đó, đưa đi cấp cứu luôn rồi. Chết cha của thằng âm thanh của tao còn sao? Trời ơi, giờ sao? Đi qua để tôi làm việc bà này. Nghĩ sao vậy hả? Hát gì thấy gớm mà đưa vô đây hát là tầm bậy tầm bạ cho người ta coi hả? Hả? Trời mắc cười quá à. Ai biểu cho mấy người thôi. Mấy người không thích tôi, mấy người đừng có like Facebook tôi, đừng xem Facebook của tôi làm gì. Like càng share tôi càng nổi tiếng, tôi càng nổi tiếng tôi có quyền đúng không nào? Trời đất. Không ai chúng ta luôn quê quá, tự đi về. Tự đi về. Thấy gớm quá. Trời ơi cái con này thấy ghê quá. Nghĩ sao chị mời nó vô đây vậy? Không, tại vì bây giờ cái chương trình của chị không có ai coi hết trơn, chị phải mời nó như vậy để có cái lượt view, em hiểu không? Trời đất ơi, bây giờ nha, nếu mà mốt chị làm vậy tôi không làm chị nữa. Tôi đi luôn nè. Trời ơi, trời ơi, chị nhìn nó chị sợ quá. Bây giờ ghê quá. Bây giờ nè, chị sẽ làm cái chương trình nó cho nó chất lượng. Ừ. Bây giờ muốn người có tốn tiền chút xíu nhưng mà đàng hoàng thì mình được, hiểu không? Mời anh Lê Tính rồi lại về diễn. Đúng rồi đó. Bây giờ mình dẹp luôn đi ông ơi. Bây giờ mời ca sĩ khác lên đi. Chứ chương trình nãy giờ thấy bị thiếu muối dữ lắm rồi đó. Lên nhạc em ơi. Em kiểu này chết gì rồi em ơi. Mời lên. Dạ. Lên đây. Anh ơi. Gì vậy? Đi đó. Vô đây, lên đây, lên đây. Đây nè, chào Trang cái đi. Lên đây, chúc mừng sinh nhật. Kính thưa quý vị, chúng ta dòng rộng tay đồng việc để cảm ơn tiết mục gặp gỡ người nổi tiếng với cảm ơn nhóm bài đến từ Cười Xuyên Việt. Âm bay hả? Một chàng với tay đồng lớn cho Đăng Nguyên, Kim Đào và Huỳnh Bá Thanh thưa quý vị. Dạ, thay mặt cho anh Đăng Nguyên, anh Huỳnh Bá Thanh và em xin chúc cha lúc nào cũng luôn nhiều sức khỏe, xinh đẹp và ít thẩm mỹ lại. Và cuối cùng là chúc cha sinh nhật vui vẻ. Happy birthday. Khoan khoan khoan, bạn tìm khoan, 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 nói câu đi. Gì? Cầm đồ giùm em cứ coi. Gì mà đứng tấm tấm vậy? Ê mày, chụp chung mày đọt kìa. Tao có chụp tầm mày đó, tao chụp chung. Thật sự hôm nay là Thanh rất là vui khi đến dịp sinh nhật của cha già. Thì không biết nói gì hơn, xin chúc cha già một câu như thế này. Chúc cha luôn hạnh phúc như hoa mai, tương lai như hoa đào, dạt dào như biển cả, lã chả mà sống lâu, sang năm xây nhà lầu, tiền vàng thì vô sâu sâu, đô la thì chắc là lầu. Đặc biệt trong năm Đinh Dậu này, cha già sẽ được làm cô dâu, mà chú nghĩ đụng tới cô dâu là có bầu. Một chào với đây đừng lưỡi thưa quý vị. Nhớ có bầu mời là tháng nha cha già. Cho chúc đứng hình luôn. Một lần nữa Phúc cũng xin chúc cho những người bạn thân thương đồng nghiệp của Phúc nhóm Cười Xuân Việt. Có Cười Xuân Việt làng hài mở hội. Làng hồi mở hội. Làng hài mở hội. Mở hoài không biết mở. Chúc cho tất cả anh em ta có nhiều show. Thứ nhất là dồi dào sức khỏe và được khán giả yêu thích nồng nhiệt. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.